Thiệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Vào ngày hôm qua theo giờ của Việt Nam, lãnh sự quán Mỹ đã bất ngờ có thêm một đợt phát thư hẹn phỏng vấn visa định cư dành cho tháng 6. Và đây là đợt phát thư hẹn phỏng vấn lần thứ 7 của tháng này. Cùng với đợt phát thư hẹn phỏng vấn lần thứ 7 này, thì trong tháng 6, lãnh sự quán Mỹ đã phát rất nhiều thư hẹn dành cho tháng 8. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Để nhiều cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi các đợt phát thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán, thì thông thường như trước đây, lãnh sự quán Mỹ thường sẽ có 3 đến 4 đợt phát thư hẹn phỏng vấn visa trong một tháng, thường là rơi vào các ngày trong tuần từ tuần thứ nhất đến tuần thứ 3 của tháng đó, là từ khoảng ngày 3 cho tới ngày 22 hàng tháng. Tuy nhiên hiện nay gần đây, đặc biệt là trong tháng 6 này, lãnh sự quán Mỹ đang có xu hướng phát nhiều thư hẹn phỏng vấn hơn để nhằm giảm bớt số lượng tồn động. Đây là một thông tin rất vui dành cho các diện ép. Và lãnh sự quán phát càng nhiều thư hẹn thì càng mau chóng giảm xuống thời gian chờ của cô chú và các anh chị. Thư hẹn phỏng vấn sẽ được gửi qua email mà cô chú và các anh chị đã đăng ký với trung tâm visa NVC trước đó khi chúng ta làm 6 bước. Chứ lãnh sự quán không còn gửi thư qua đường bưu điện như trước đây. Cho nên khi nhận được email thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán thì chúng ta cứ in email đó ra để làm thư hẹn phỏng vấn. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này cách để chúng ta để email của mình vào để nhận được thư hẹn phỏng vấn của trung tâm visa NVC và lãnh sự quán. Trong tháng 6 này thì lãnh sự quán đã có tất cả là 7 đợt phát thư hẹn phỏng vấn tính đến ngày hôm nay. Lần thứ nhất là vào ngày 3 tháng 6, phỏng vấn cho diện F2A và F4 hẹn vào đầu tháng 7. Lần phát thứ hai là vào ngày 6 tháng 6, hẹn cho các diện F1, F2A, F2B, F3 và F4 hẹn phỏng vấn vào cuối tháng 7. Lần thứ 3 là vào ngày 13 tháng 6, phát thư hẹn phỏng vấn dành cho các diện CR1, IR1, IR2 và IR5 hẹn phỏng vấn vào đầu tháng 8. Lần thứ 4 là vào ngày 14 tháng 6, cũng tiếp tục phát thư hẹn phỏng vấn dành cho các diện CR1, IR1, IR2 và IR5 hẹn phỏng vấn vào cuối tháng 8. Và lần thứ 5 vào ngày 22 tháng 6, lãnh sự quán Mỹ hẹn phỏng vấn cho các diện F2A, F3 và F4 hẹn phỏng vấn vào đầu tháng 8. Lần thứ 6 là phát ngày 24 tháng 6, hẹn phỏng vấn các diện F1, F2A, F2B, F3 và F4 phỏng vấn vào cuối tháng 8. Và lần này gần nhất là lần thứ 7, phát ngày 29 tháng 6 này. Qua đợt phát thư hẹn phỏng vấn lần thứ 7 này, lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam đã phát thư hẹn phỏng vấn dành cho các diện. Đầu tiên là diện CR1, IR1, IR2 và IR5. Các hồ sơ có ngày hoàn thành 6 bước trong nửa đầu tháng 6 năm 2022, là có nghĩa là hồ sơ chỉ vừa mới hoàn thành xong 6 bước trong tháng này đã nhận được thư hẹn phỏng vấn. Và kế tiếp là lãnh sự quán phát cho diện F1, F2A, F2B, F3 và F4. Các hồ sơ có ngày hoàn thành 6 bước trong nửa đầu của tháng 5 năm 2020. Ngày hẹn phỏng vấn cho các hồ sơ này là vào tháng 8 và các ngày cuối tháng. Trong đợt phát thư hẹn phỏng vấn kỳ này, thì lãnh sự quán Mỹ đã phát rất nhiều thư hẹn phỏng vấn đặc biệt dành cho diện F2A. Trong thời gian vừa qua, thì Điệp có theo dõi một số hồ sơ đã thực hiện xong buổi hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán và họ đã kể lại thực tế. Là các buổi phỏng vấn gần đây với lãnh sự quán theo diện bảo lãnh gia đình, như là diện F1, F2A, F2B, F3 và F4 là các diện như là cha mẹ bảo lãnh con bảo lãnh cha mẹ, anh chị em bảo lãnh nhau. Lãnh sự quán Mỹ chỉ xem giấy tờ đầy đủ của các hồ sơ này là đã cho phỏng vấn đậu. Lãnh sự quán họ không có hỏi câu hỏi nào trong buổi hẹn phỏng vấn.
Thời gian buổi hẹn phỏng vấn diễn ra rất là nhanh chóng và đơn giản. Vì vậy thì qua các lời kể thực tế này thì Điệp nghĩ là có thể lãnh sự quán đang áp dụng cách thức đẩy nhanh các buổi hẹn phỏng vấn và nhanh gọn để tranh thủ thời gian giải quyết nhiều hồ sơ trong một ngày hơn và mau chóng giảm được hồ sơ tồn đọng. Còn các buổi phỏng vấn theo diện vợ chồng thì họ vẫn phỏng vấn bình thường như trước. Đây là một thông tin rất vui dành cho các hồ sơ theo diện gia đình, bởi vì thông thường theo diện gia đình thì hồ sơ rất là ít có việc làm giả, chỉ ngoại trừ có việc bảo lãnh theo diện hôn phu hôn thê hoặc là bảo lãnh theo diện vợ chồng. Cho nên thì lãnh sự quán họ vẫn phỏng vấn các diện vợ chồng bình thường. Lãnh sự quán phỏng vấn nhanh đơn giản, cho nên cô chú và các anh chị chúng ta cố gắng chuẩn bị hồ sơ thật chu đáo và đầy đủ. Bởi vì lãnh sự quán họ đã tạo cơ hội cho phỏng vấn nhanh, đơn giản. Mà nếu như họ kiểm tra thấy hồ sơ giấy tờ không chuẩn bị đầy đủ mà họ đã từ chối và chúng ta phải tự đặt lại lịch hẹn phỏng vấn mới. Và tính đến ngày hôm nay thì lãnh sự quán vẫn chưa mở hệ thống đặt hẹn dành cho các diện K1, SB1 hoặc là các diện phỏng vấn lại khi mà bị từ chối lịch hẹn phỏng vấn. Hiện tại thì lịch hẹn phỏng vấn của các diện này hầu như cũng rất khó tìm trong tháng 7 và tháng 8. Vào ngày thứ hai thì đặc biệt chỉ có vài chỗ của diện K1 được xuất hiện trên bản lịch của tháng 7. Còn lại thì từ thứ ba cho tới ngày thứ năm ngày hôm nay của Việt Nam, các hồ sơ vẫn đang canh lịch để đặt lại lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán rất là vất vả. Bởi vì hiện nay số lượng hồ sơ cần tìm chỗ hẹn thì rất nhiều, tuy nhiên chỗ hẹn của lãnh sự quán trên hệ thống thì hầu như đã kín. Ở diện bổ sung giấy xanh R2A, hiện tại thì vẫn có thường xuyên, lâu lâu cũng có mở lịch hẹn bổ sung vào tháng 7. Đây là một số hồ sơ đã nhận được thư hẹn phỏng vấn kỳ này. Hồ sơ này thuộc diện F2B, là cha mẹ có thẻ xanh bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi. Ngày ưu tiên của hồ sơ là ngày 8 tháng 8 năm 2013, hoàn thành 6 bước vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, sẽ hẹn phỏng vấn vào ngày 29 tháng 8. Hồ sơ thuộc diện F3 là con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày ưu tiên là ngày 27 tháng 8 năm 2007, hoàn thành 6 bước vào ngày 4 tháng 5 năm 2020 và sẽ được phỏng vấn vào ngày 23 tháng 8. Diện F4 là anh chị em của công dân Mỹ. Có ngày ưu tiên là ngày 25 tháng 8 năm 2006, hoàn thành 6 bước vào ngày 8 tháng 5 năm 2020 và sẽ phỏng vấn vào ngày 26 tháng 8 năm 2022. Đây là thư hẹn phỏng vấn lãnh sự quán hẹn cho diện F4 này vào lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 8. Hồ sơ này là thuộc diện F2A, có ngày hoàn thành 6 bước là ngày 7 tháng 5 năm 2020, cũng nhận được thư hẹn phỏng vấn. Hồ sơ F2B này có ngày hoàn thành 6 bước ngày 11 tháng 5, phỏng vấn sẽ là ngày 30 tháng 8. Hồ sơ diện IR5 có ngày hoàn thành 6 bước ngày 8 tháng 6, ngày hẹn phỏng vấn sẽ là vào ngày 26 tháng 8. Hồ sơ này thuộc diện F1, hoàn thành 6 bước vào ngày 11 tháng 5 năm 2020, cũng nhận được thư hẹn phỏng vấn. Hồ sơ F2A này cũng được phỏng vấn vào ngày 30 tháng 8, có ngày hoàn thành 6 bước vào ngày 11 tháng 5. Điều kiện để hồ sơ của cô chú và các anh chị thuộc diện F được lên lịch hẹn phỏng vấn thì để được lãnh sự quán Mỹ xếp lịch hẹn phỏng vấn thông qua trung tâm visa NVC thì một hồ sơ thuộc diện F cần có đủ hai điều kiện này. Điều kiện thứ nhất là lịch visa phải vượt qua hay còn gọi là đáo hạn với ngày ưu tiên của hồ sơ theo bản lịch visa hàng tháng. Hiện nay bản lịch visa mới nhất là tháng 7 năm 2022. Và điều kiện thứ hai mà chúng ta cần phải có là hồ sơ phải hoàn thành xong 6 bước với trung tâm visa NVC. Có nghĩa là hồ sơ sau khi mà cô chú và các anh chị nộp các giấy tờ bảo trợ tài chính, đóng tiền phí visa điền DS260, nộp các giấy tờ dân sự như là lý lịch tư pháp số 2 hoặc là giấy khai sinh, vân vân, và các
Bước này phải được trung tâm visa NVC họ kiểm tra và họ xác nhận là đầy đủ giấy tờ, và họ có gửi tin nhắn và email xác nhận là hồ sơ đã hoàn thành, thì hồ sơ của chúng ta mới được coi như là hoàn thành. Khi có đủ hai điều kiện này thì hồ sơ thuộc diện F sẽ xét tiếp là ngày hồ sơ nào có ngày hoàn thành xong 6 bước, có nghĩa là điều kiện thứ hai, hoàn thành xong 6 bước trước thì hồ sơ đó sẽ được xếp lịch hẹn phỏng vấn trước. Mà người Mỹ người ta thường hay nói là first come, first serve, có nghĩa là ai tới trước thì được phục vụ trước. Chứ không phải là hồ sơ nào có ngày ưu tiên nộp lâu thì được phỏng vấn trước, cái đó là không phải. Bởi vì có một số hồ sơ của cô chú và các anh chị, ví dụ như thuộc diện F4, anh chị em bảo lãnh, có ngày ưu tiên là tháng 5 năm 2007, hoàn thành xong 6 bước vào tháng 2 năm 2020. Thì những hồ sơ này đã đủ điều kiện thứ hai, tuy nhiên thì chưa thỏa điều kiện thứ nhất là lịch visa đáo hạn. Bởi vì lịch visa hiện nay của diện F4 chỉ mới xét tới ngày 22 tháng 3 năm 2007. Vì vậy hồ sơ này thì cô chú và các anh chị chúng ta phải chờ lịch visa, chúng ta cần phải thêm có một điều kiện nữa. Để cô chú và các anh chị có thể chuẩn bị thật chu đáo cho buổi phỏng vấn của mình thì trên kênh Điệp cũng đã có chia sẻ về các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn. Ví dụ như đây là một video clip mà Điệp chia sẻ về câu hỏi phỏng vấn diện cha mẹ của công dân Mỹ là diện IR5. Hoặc video clip này là Điệp chia sẻ câu hỏi phỏng vấn thường gặp của diện F4, anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Cô chú và các anh chị chúng ta có thể xem các video clip này mà Điệp đã chia sẻ. Chúng ta có thể xem trong phần danh sách phát các câu hỏi phỏng vấn. Và có nhiều cô chú và các anh chị khi nhận được thư hẹn phỏng vấn thì chúng ta cũng bỡ ngỡ không biết là chúng ta cần phải làm những việc gì tiếp theo. Thì Điệp xin chia sẻ ở đây là ba việc cần làm ngay sau khi có thư hẹn phỏng vấn. Đầu tiên là cô chú và các anh chị chúng ta cần đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán. Để khi nào mà chúng ta phỏng vấn đậu thì lãnh sự quán họ sẽ có cái địa chỉ nhà mà họ gửi visa về cho cô chú và các anh chị thông qua bưu phẩm nhất tính. Việc thứ hai là chúng ta cần phải đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Và việc thứ ba là chúng ta soạn hồ sơ chuẩn bị đem theo khi đi phỏng vấn với lãnh sự quán. Chi tiết mà cách chúng ta đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán thì Điệp đã có chia sẻ qua video clip này, cô chú và các anh chị chúng ta có thể tham khảo. Và cách đặt hẹn khám sức khỏe và chích ngừa định cư Mỹ, Điệp đã có chia sẻ qua video clip này. Và để cô chú và các anh chị bớt lo lắng về ngày đi khám sức khỏe và chích ngừa thì cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này mà Điệp chia sẻ về quy trình khi mà chúng ta đi khám sức khỏe và chích ngừa. Và ở bước thứ ba, cô chú và các anh chị có thể tham khảo video clip này mà Điệp đã có chia sẻ về cách mà chúng ta chuẩn bị hồ sơ đem theo khi đi phỏng vấn visa với lãnh sự quán. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.